Chiều ngày 5 tháng 8 đã diễn ra buổi showcase giới thiệu các thành viên T1 và dòng trang phục World 2023. Thế nhưng buổi lễ tưởng chừng sẽ rất hoành tráng và được khán giả mong chờ đã có phần trầm lắng hơn sau khi Faker được thông báo vắng mặt vì Covid-19. Hơn nữa sau những vụ việc xung quanh Faker vào tuần trước, có lẽ khán giả cũng hiểu rằng kể cả không mắc Covid-19 thì Faker cũng khó làm xuất hiện với tình trạng tâm lý tốt nhất. Chỉ có điều Faker cũng không phải là sự vắng mặt đáng tiếc duy nhất trong buổi showcase. Trên thực tế, từ sau thất bại tại World 2022, Benji đã biến mất không tung tích và lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh xuất hiện trên phương tiện truyền thông là khi T1 thông báo chia tay thần rừng của mình trong vai trò huấn luyện viên. Có một số thông tin cho rằng Benji đã nhập ngũ sau World 2022, nhưng vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh nào để xác nhận sự việc này. Việc Benji biến mất là điều đáng tiếc khi anh chính là tuyển thủ sở hữu nhiều skin World thứ hai chỉ sau Faker. Nhưng dù thế nào, có lẽ Benji vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về người đồng đội cũ và các học trò cũ của mình. Và có lẽ anh cũng đã cảm thấy hài lòng khi T1 đã hoàn thành được giấc mơ dang dở của mùa giải 2022. Không thể phủ nhận Genji đang là ông trùm LCK với chuỗi bất bại tại giải quốc nội. Không những vậy, Genji cũng vừa mới giành chức vô địch MSI. Mới đây Riot đã chia sẻ một hình ảnh về hai nhà vô địch MSI 2023-2024 kèm theo câu hỏi: với hai đội tuyển đang ở thời đỉnh cao của họ, ai sẽ thắng? Rất nhiều game thủ đã để lại những bình luận về dự đoán của bản thân với JDG 2023 và Genji 2024. Cùng với đó là rất nhiều ý kiến tranh luận, thảo luận về phong độ cũng như sức mạnh của hai nhà vô địch MSI. Nhưng vào lúc này, giám đốc của Genji, Lee Ji-hoon, bất ngờ nhận ra sự khác biệt về phần thưởng giữa hai nhà vô địch. Những chiếc huy chương, bởi trong bức ảnh mà Riot chia sẻ, JDG có huy chương nhưng Genji thì không. Vậy là giám đốc của Genji đã để lại câu hỏi như đòi quyền lợi cho đội tuyển của mình: sao chúng tôi lại không có huy chương? Trên thực tế, những nhà vô địch trước đó của MSI đều có cho mình những tấm huy chương. Điều này khiến nhiều fan đưa ra thuyết âm mưu cho rằng Riot đang cắt giảm chi phí của giải đấu, và một trong số đó là cắt giảm chính phần thưởng của nhà vô địch. Dẫu vậy, sau khi giám đốc của Genji hỏi thì Riot vẫn chưa lên tiếng trả lời. Sau khi kết thúc giải Liên minh Ả Rập mùa hè 2024, Slader và các đồng đội góp mặt ở giải EMEA Master 2024 để tranh tài cùng rất nhiều đội tuyển trên khắp châu Âu. Đây là giải liên minh hạng 2 ở khu vực EMEA sau LEC với rất nhiều đội tuyển đang chú ý. Có tổng cộng 32 đội từ 12 khu vực khắp các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý. Ở vòng đấu đầu tiên, các đội tuyển sẽ lần lượt bốc thăm thi đấu BO1 theo thể thức Thụy Sĩ. Các đội có cùng thành tích sẽ lần lượt đối đầu với nhau, đội nào chạm mốc 4 trận thắng sẽ tiến vào playoff. Ở playoff, 16 đội tuyển sẽ thi đấu BO5 với thể thức loại trực tiếp, lần lượt từ tứ kết, bán kết và chung kết. Đội vô địch sẽ nhận khoản tiền thưởng 50.000 euro, khoảng 1,3 tỷ đồng. Trong trận đầu tiên, Nigma Galaxy đã chạm trán với Rampus Club, đội tuyển hạt giống số 3 của giải Tây Ban Nha. Trong giai đoạn đầu trận, Nigma Galaxy đã gặp vô vàn khó khăn khi để đối thủ liên tục dẫn trước từ màn hạ gục trụ cho đến rồng. Điều này giúp cho Rampus dần gia tăng khoảng cách vàng từ 2.000 lên 8.000 sau phút 20. Cộng với việc có được linh hồn rồng nước, nhiều người đã nghĩ đến chiến thắng cho đại diện của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Nigma Galaxy thi đấu kiên cường và phòng thủ chặt chẽ. Đến pha giao tranh then chốt, pha xả chiều cuối bảo đạn cực kỳ đẹp mắt của Miss Fortune trong tay Slider đã giúp Nigma Galaxy thắng giao tranh, từ đó giành chiến thắng ngược đầy cảm xúc ở phút 36. Tuyển thủ người Việt Nam cũng là MVP của trận đấu này. Ở trận tiếp theo, Nigma Galaxy sẽ đụng độ với Misa, đội tuyển đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Không lâu sau khi giảm sức mạnh Aurora trong phiên bản 14.15, Riot tiếp tục tung ra một bản hotfix để nerf vị tướng này thêm một lần nữa. Ý định của đội ngũ cân bằng game là để giảm bớt khả năng đè lên bá đạo của vị tướng này ở đường trên, đặc biệt khi đối đầu với các tướng tay ngắn. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, thông số của Aurora tụt thê thảm trên các máy chủ, khi tướng này trở nên gần như vô dụng so với thời điểm vừa ra mắt. Lúc này, dù người chơi đã quen với bộ kỹ năng của Aurora nhưng lại không thể sử dụng vì vị tướng này đã quá yếu. Mới đây, thành viên đội thiết kế tướng Rush Wildfire đã thừa nhận sai lầm khi tung ra bản hotfix quá nặng dành cho Aurora ngày 2 tháng 8 vừa qua. Đồng thời, Swapfire cho biết đang cố gắng tìm cách để trả lại sức mạnh cho Pháp Sư Thỏ. Đến sáng ngày 6 tháng 8, thông tin về một bản hotfix khác dành cho Aurora đã được xác định. Riot trả lại thời gian hồi QQ từ 9-7 xuống 8-6 giây. Đồng thời, sát thương lính nhận giảm từ chiêu này cũng thay đổi từ 75% xuống 60%. Tỷ lệ sức mạnh phép thuật ở nội tại cũng được tăng nhẹ từ 1,5 lên 2% mỗi 100 sức mạnh phép thuật. Riot hy vọng Aurora có thể trở lại một cách cân bằng hơn sau đợt chỉnh sửa liên tiếp những ngày vừa qua. Trong quá khứ, cộng đồng có rất nhiều cách để chê bai, chỉ trích hay mỉa mai về kỹ năng của một tuyển thủ nào đó. Ví dụ như sau một pha xử lý sai, nhiều game thủ thậm chí còn mỉa mai rằng tuyển thủ đó đố bạn nên mới xuất hiện tình huống khó như vậy.
Mới đây tại vòng khởi động của playoff LPL hè, người đi rừng của OMG đã có một pha xử lý mù mắt khiến cho đông đảo game thủ bàn tán xôn xao về sự trong sạch của tuyển thủ này. Trong ván đấu thứ hai giữa OMG và TT, Starry đã bị hạ gục ở phút 20 nên đội hình TT định ăn Baron. Để gỡ gạt lại về lưng vàng, Tianzhen đã leo lên sứ giả khe nứt và định hút vào trụ đường giữa của đối phương. Nhưng lúc này TT đã ngừng ăn Baron và trở lại phòng thủ trụ đường giữa. Quyết định này khiến cho Tianzhen đột ngột lái sứ giả chạy vòng về nhà. Bởi nếu rơi khỏi sứ giả thì khả năng rất cao anh sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng thay vì chạy về nhà và để sứ giả hút vào tường, Tianzhen tiếp tục lái sứ giả vòng lại phía trụ đối phương, nhưng cũng không thể hút được vào trụ mà còn tự đưa bản thân vào giữa vòng vây đối phương. Điều này khiến OMG vừa mất sứ giả khe nứt vừa mất điểm hạ gục. Vì nguyên nhân này, đang có khá nhiều fan LPL tò mò về suy nghĩ trong đầu của Tianzhen trong tình huống khó hiểu đó. Có ý kiến cho rằng ban tổ chức nên điều tra về việc bán độ. Cũng có người nhận xét anh này đơn thuần là bí quá làm liều, hành động bộc phát khi OMG đã bị dẫn trước hơn 7.000 vàng ở phút 20. Hiện tại vụ việc vẫn đang để lại rất nhiều thảo luận sôi nổi. Trong khoảng một tuần trở lại đây, Olympic đã là tâm điểm của làng thể thao thế giới. Bên cạnh những cuộc tranh tài nảy lửa thì Olympic năm nay cũng có rất nhiều câu chuyện bên lề. Và một điều thú vị, nó lại thu hút sự chú ý của cộng đồng liên minh quốc tế với câu chuyện dở khóc dở cười của một vận động viên Olympic. Nhân vật chính của câu chuyện này là vận động viên Paul Ekanis, bộ môn đua thuyền thuộc đoàn Tây Ban Nha. Anh được xem là một trong những niềm hy vọng vàng của Tây Ban Nha tại kỳ Thế vận hội lần này. Lý do là bởi trong năm 2023, Paul Ekanis đã có thành tích khủng khi về nhì tại giải vô địch U23 thế giới và là nhà vô địch của U23 châu Âu, nội dung đua thuyền kayak đơn nam. Tuy nhiên trong ngày thi đấu chung kết nội dung đua thuyền kayak đơn nam tại Olympic thì Paul Ekanis chỉ giành được huy chương đồng. Và đội viên này tỏ ra khá thất vọng với kết quả này cũng như hé lộ lý do mình đã thất bại trong việc cạnh tranh tấm huy chương vàng. Ngay trước ngày thi đấu chung kết tôi đã đánh 2 trận liên minh. Thật là buồn, tôi đã thua cả 2 trận đấu này và nó khiến tôi rất giận dữ cũng như không có được tâm lý trạng thái tốt nhất khi thi đấu. Vì vậy tôi đã bất cẩn và thi đấu không tốt. Đáng buồn hơn đó là trong liên minh tôi bị kẹt ở rank đồng, còn thành tích thi đấu tại Olympic thì cũng là huy chương đồng. Có nhiều thời điểm để leo rank, nhưng thực tiếc là vận động viên này lại chọn cách chơi xếp hạng ngay trước ngày thi đấu chung kết. Có lẽ 2 trận thua liên tiếp cùng những cuộc cãi vã không đáng có trong game đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Paul Ekanis khi thi đấu tại Olympic. Hệ quả thì khán giả cũng đã biết, từ chỗ là niềm hy vọng vàng của đoàn Tây Ban Nha, anh chỉ có cho mình được tấm huy chương đồng ở nội dung sở trường. Kết quả được xem là thất vọng này của Ekanis đã dạy cho vận động viên người Tây Ban Nha một bài học lớn. Ở những giải đấu trong tương lai, dù có yêu thích tựa game này đến đâu, thì có lẽ anh chàng vận động viên này cũng sẽ tránh xa trò chơi của Riot để giữ được tâm lý thoải mái và có được thành tích tốt nhất.